Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo nhận định của tờ World Journal, cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk đầu tháng này đã làm dậy sóng nước Nga khi lực lượng Ukraine đột kích vào lãnh thổ Nga, chiếm đóng hàng chục thị trấn và làng mạc. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng tác chiến điện tử và thiết bị quân sự phương Tây đã giúp Ukraine thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng. Cuộc tấn công này phần nào tác động tới tinh thần của người dân Ukraine. Đối với cô Olha Pavloska, một cư dân ở Kiev, thường tụ tập với hàng xóm mỗi tuần để thảo luận về những tin tức ảm đạm từ tiền tuyến. Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga trong những ngày gần đây đã mang đến niềm hy vọng hiếm hoi cho cô. Cô Pavloska, 51 tuổi, phát biểu bên ngoài nhà thờ Saint Michel ở trung tâm Kiev. Đây là một bước đi rất quan trọng để duy trì động lực trong xã hội. Vào tháng trước, theo một cuộc khảo sát do Viện Xã hội học quốc tế Kiev công bố, 32% người Ukraine sẵn sàng chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột, tăng so với tỷ lệ khoảng 10% vào khoảng một năm trước. Nhưng giờ đây, có vẻ tâm trạng của người Ukraine đã nhẹ nhõm hơn. Một số binh sĩ Ukraine được hãng tin Reuters tiếp cận gần biên giới Nga vào tuần trước cũng đang tỏ ra rất phấn chấn khi họ trở về sau nhiệm vụ chiến đấu bên trong lãnh thổ Nga. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Ukraine đã coi cuộc tấn công vào Kursk là cuộc tấn công quy mô lớn nhất vào lãnh thổ Nga Kể từ thế chiến 2 là bằng chứng cho thấy quân đội Ukraine vẫn có thể đạt được hiệu quả trong các hoạt động tấn công và vẫn có khả năng gây bất ngờ. ONSZuno cho rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ukraine cũng là một yếu tố quan trọng trong thành công của cuộc đột kích. Trước khi chiến dịch bắt đầu, UAV của Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga, từ lưới điện đến kho đạn dược và thực hiện các cuộc đột kích để thăm dò điểm yếu của đối phương. Điều này đã giúp Ukraine nắm được các hạn chế của Nga ở khu vực này để tiến hành đột kích hiệu quả. Một phần quan trọng trong chiến lược của Ukraine là việc sử dụng các đơn vị tác chiến điện tử để gây nhiễu thiết bị của Nga. Các đơn vị này đã vào lãnh thổ Nga trước lực lượng tấn công cơ giới chính, gây ra sự gián đoạn lớn trong hệ thống liên lạc và xác định vị trí của quân đội Nga. Điều này đã tạo ra một lớp bảo vệ xung quanh lực lượng tấn công, giúp họ tiến nhanh mà không bị phát hiện. Theo Wall cuộc tấn công của Ukraine đã làm tăng tinh thần của quân đội nước này, đồng thời gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đồng minh của Kiev rằng Ukraine vẫn đang trong cuộc giao tranh và có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công phức tạp và sáng tạo. Tuy nhiên, chiến dịch cũng cho thấy thách thức lớn đối với Ukraine trong việc duy trì và tận dụng những thành công ban đầu. Dù vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã coi cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga là bước ngoặt cho thấy những lời đe dọa trả đũa của Điện Kremlin chỉ là lời nói suông Đồng thời, ông Zelensky không quên hối thúc các đồng minh của Ukraine cho phép tấn công bằng vũ khí của phương Tây vào sâu bên trong lãnh thổ của Nga. Theo tờ Telegraph, quan chức Mỹ cho rằng không cần phải sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh tấn công vào lãnh thổ Nga do UAV tự chế của Ukraine đang phát huy hiệu quả phá hủy các mục tiêu. Quan chức Mỹ nói, trên thực tế, Ukraine đã có thể tạo ra tác động thực sự bằng cách sử dụng UAV tầm xa nội địa. Họ đã chứng minh khả năng tấn công một số sân bay nằm ngoài tầm bắn của Storm Shadow bằng các UAV mà Ukraine tự chế tạo. Trong quá trình tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga gần đây, Ukraine đã sử dụng nhiều loại UAV cảm tử. Hồi tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các UAV Ukraine đã tấn công 4 sân bay của Nga, nhưng nhấn mạnh thêm thành công của nhiệm vụ này cho thấy cần có cả tên lửa. Ông cũng cho rằng cuộc đột kích vào vùng Kursk có thể tránh được hoàn toàn nếu như các đồng minh phương Tây cung cấp cho Kiev tên lửa Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga. Thông tin này xuất hiện sau khi Điện Kremlin cho hay Ukraine đã phá hủy cây cầu thứ ba ở Kursk nhằm phá vỡ các tuyến tiếp tế của Nga và củng cố quyền kiểm soát ở những khu vực mà Ukraine đã chiếm đóng. Còn theo ông Ben Wallace, cựu bộ trưởng quốc phòng Anh, tên lửa Storm Shadow sẽ hỗ trợ Ukraine ở Kursk, song tên lửa Taurus của Đức còn có thể tạo ra tác động lớn hơn vì chúng mang đầu đạn có thể phá hủy các cây cầu hiệu quả hơn. Mỹ, Anh và Pháp đang tranh cãi gai gắt với Tổng thống Zelensky về lệnh cấm do Anh áp đặt nhằm ngăn cản Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, ông Zelensky đã nhiều lần yêu cầu được phép tấn công các mục tiêu của Nga bằng tên lửa Storm Shadow trong quá trình tấn công vùng Kursk. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng việc triển khai các tên lửa tầm xa của Anh trên lãnh thổ Nga sẽ bị Điện Kremlin coi là hành động gia tăng căng thẳng và từ đó thúc đẩy Nga trả đũa các đối tác của Ukraine. Về việc Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ trong cuộc tấn công vào Kursk, cả Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đều chưa chính thức xác nhận. Tuy nhiên, có sự thừa nhận rộng rãi rằng Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống vũ khí của Mỹ và NATO. Trên thực tế, một số báo cáo đã nêu bật vai trò quan trọng của hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp trong chiến dịch này. Theo tờ The Times, giới chức Anh đã tiếp cận các đối tác Mỹ liên quan tới yêu cầu dỡ bỏ hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công tầm xa vào Nga. Tuy nhiên, đề nghị của phía London vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Washington. Một phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết, nước này đang đối thoại với các đồng minh về cách đoàn kết trong việc ủng hộ Ukraine. Các quan chức Anh cho rằng, Mỹ đang chờ đánh giá tác động của chiến dịch đột kích vào Kursk trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này. Họ đang phân tích xem cuộc tấn công của Ukraine có thể thay đổi bối cảnh chính trị và quân sự của cuộc xung đột hiện nay như thế nào và những tác động của nó đối với các chính sách của Mỹ về việc Kiev sử dụng vũ khí do Washington cung cấp. Theo đài RT, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại biện lâm thời Mỹ tại Nga. Stephanie Holmes liên quan cáo buộc một công ty quân sự tư nhân Mỹ, PMC, dính líu vụ Ukraine tấn công tỉnh Kursk. PMC được gọi là nhóm quan sát tiền phương. Trước đó đã đăng một bức ảnh trên nền tảng Instagram cho thấy các thành viên của PMC mặc đồ quân sự và cầm vũ khí, tuyên bố rằng họ đang tham gia vào cuộc tấn công của Kiev và khu vực biên giới của Nga. Ba binh sĩ trong bức ảnh được nhìn thấy đeo băng tay màu xanh loại băng thường được binh sĩ Ukraine đeo trên chiến trường. Theo Bộ Ngoại giao Nga, bức ảnh trên mâu thuẫn với tuyên bố của chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng Washington không liên quan đến cuộc tấn công của Ukraine vào Nga. Bộ này nhấn mạnh rằng những hành động này thể hiện rõ Mỹ đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột của nước này trong các kế hoạch của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Moscow cũng phản đối sự hiện diện của các phóng viên Mỹ trên lãnh thổ Nga, những người đã đưa tin về cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev. Nga tuyên bố họ xâm nhập trái phép vào tỉnh Kursk để đưa tin tuyên truyền về các hành vi phạm tội do chính quyền Kiev gây ra. Bộ Ngoại giao Nga đặc biệt nhấn mạnh rằng các công dân Mỹ liên quan đến những tội ác này sẽ phải đối mặt với những hoạt động điều tra cần thiết của các cơ quan có thẩm quyền theo Bộ Luật Hình sự Nga để đảm bảo rằng họ phải chịu trách nhiệm. Bộ Cảnh báo Đại biện Homes, tất cả các chuyên gia hoặc lính tư nhân nước ngoài vượt biên trái phép vào Nga sẽ tự động bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Cơ quan tình báo nước ngoài Nga SVR cáo buộc các quốc gia NATO đã giúp Ukraine lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kursk của nước này. SVR cho biết, chiến dịch đột kích của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh Mỹ, Anh và Ba Lan. Theo SVR, các đơn vị Ukraine tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga đã trải qua các khóa huấn luyện tại Anh và Đức. Cơ quan này nhấn mạnh, các cố vấn quân sự từ các nước NATO đang hỗ trợ điều phối những đơn vị đột kích sử dụng vũ khí phương Tây của Ukraine. Tình báo Nga lưu ý thêm, NATO đã cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về hoạt động di chuyển của binh sĩ Moscow. Mới đây, quân đội Nga cho hay họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine và các khu định cư ở tỉnh Kursk và kiểm soát được nơi mà họ mô tả là trung tâm hậu cần chiến lược New York ở miền đông Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các hoạt động trinh sát và tìm kiếm tiếp tục xác định và tiêu diệt các lực lượng mà Moscow gọi là nhóm phá hoại đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Cụ thể, hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, máy bay không người lái UAV trinh sát Nga đã phát hiện một nhóm binh sĩ đối phương bên trong khu rừng ở tỉnh biên giới Kursk. Sau khi xác nhận đối phương đã tập trung lại, UAV liền gửi tọa độ cho kíp pháo Tornado S để tập kích nhóm binh sĩ trên. Đã có 3 thiết bị quân sự và 20 binh sĩ Ukraine thiệt mạng do đòn tập kích. Trong đoạn video được TASS trích dẫn sau đó, có thể thấy camera lắp trên UAV đã phát hiện một số xe quân sự Ukraine đang di chuyển vào rừng cây giữa đêm tối. Sau đó, camera của chiếc UAV quay lại khoảnh khắc, hàng loạt quả đạn nã xuống khu vực, được cho là nơi dừng chân của nhóm quân trên. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video từ máy bay không người lái UAV, cho thấy quá trình theo dõi và tập kích đoàn xe Ukraine đang di chuyển tại tỉnh Kursk của Nga, cách biên giới khoảng 13 km. Trong video, đơn vị Ukraine gồm xe chiến đấu bộ binh dẫn đầu, cùng 4 xe thiết giáp đa dụng chạy với tốc độ cao trên tuyến đường cạnh một cánh rừng. UAV Nga chỉ điểm mục tiêu cho phá phản lực phóng loạt Tornado S, tập kích đội hình cơ giới Ukraine khi chúng di chuyển được hơn 800 m Đạn chung của pháo phản lực Nga chụp xuống một phần đoàn xe, ít nhất hai chiếc tăng tốc và dường như thoát khỏi vùng sát thương. Chưa rõ mức độ thiệt hại cụ thể và liệu những phương tiện còn lại có hứng đòn đánh bồi hay không, nhưng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy toàn bộ 5 xe và khiến hàng chục binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Tập kích mục tiêu đang di chuyển là nhiệm vụ khó khăn với pháo binh, ngay cả khi sử dụng đạn dẫn đường có độ chính xác cao. Nhiều khả năng, UAV Nga đã theo dõi đoàn xe Ukraine từ trước và cung cấp tọa độ cho phép phá hủy lực tornado s khai hỏa bắn chặn theo đài phát thanh quốc tế dvk của đức cuộc xung đột giữa ukraine và nga đang tạo ra những tác động phức tạp lên các hệ thống năng lượng quan trọng của cả hai quốc gia với trạm trung chuyển khí đốt sotja trở thành một điểm nóng mới sotja nằm ngay sát bên giữa ukraine trong lãnh thổ nga đóng vai trò thiết yếu trong việc vận chuyển khí đốt từ siberia qua ukraine đến các nước EU như Hungary, Áo và Slovakia. Gần đây, một đoạn video từ quân đội Ukraine cho thấy binh sĩ tại văn phòng của Gazprom ở trạm sút gia tuyên bố họ đã kiểm soát hoàn toàn cơ sở này. Phía Nga tuy nhiên phủ nhận và khẳng định Ukraina không nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Dù vậy, cả hai bên dường như đều không muốn làm gián đoạn việc vận chuyển khí đốt qua sút gia với điều kiện cơ sở hạ tầng không bị hư hại. Điều này phản ánh sự phụ thuộc và tầm quan trọng của nguồn cung năng lượng đối với cả Ukraina và Nga cũng như các nước châu Âu vẫn đang nhận khí đốt từ Nga thông qua hệ thống này. Rút ra là trạm trung chuyển cuối cùng của Nga vẫn hoạt động trên tuyến đường vận chuyển khí đốt qua Ukraine. Sau khi Kiev ngừng nhận khí từ trạm Sokhranova vào tháng 5 năm 2022, việc Ukraine không đóng cửa tuyến đường khí đốt này ngay lập tức là minh chứng cho thấy Kiev không muốn cắt đứt dòng chảy khí đốt từ Nga qua lãnh thổ của mình, ít nhất là cho đến khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024. Thỏa thuận 5 năm về việc vận chuyển khí đốt được ký kết vào năm 2019 giữa tập đoàn Gazprom của Nga và Nastoga của Ukraine dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2024. Dù Kiev đã tuyên bố không muốn gia hạn, cả Nga và Ukraine đều có lợi ích trong việc duy trì dòng chảy khí đốt cho đến khi thỏa thuận kết thúc. Đối với Ukraine, việc duy trì này không chỉ là một nguồn thu từ phí vận chuyển mà còn là cách để thể hiện trách nhiệm và độ tin cậy với các nước EU, trong khi Nga muốn duy trì nguồn thu từ xuất khẩu khí đốt. Dù xung đột với Ukraine gia tăng và sự giảm mạnh của lượng khí đốt Nga nhập khẩu vào châu Âu, EU vẫn tiếp tục nhận khí đốt từ Nga qua Ukraine, cũng như thông qua các nguồn khí tự nhiên hóa lỏng LNG khác. Sự phụ thuộc này là di sản của việc châu Âu đã dựa vào nguồn cung năng lượng từ Nga trong nhiều năm, trước khi nỗ lực giảm sự phụ thuộc này được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Trước cuộc xung đột, hơn 1 phần 3 lượng khí đốt của EU đến từ Nga. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 8% vào năm 2023. Dù vậy, khí đốt từ Nga vẫn chiếm một phần không nhỏ, khi tổng thị phần của khí đốt Nga tại EU, bao gồm cả LNG, vẫn đạt 15% trong năm 2023. Phần lớn lượng khí đốt này được cung cấp qua đường ống và LNG, đặc biệt là đến các nước như Áo, Hungary và Slovakia. Đáng chú ý, những quốc gia này, dù có mối quan hệ chặt chẽ với Moscow, cũng đang chuẩn bị cho khả năng nguồn cung bị gián đoạn khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024. Cho đến nay, sự phụ thuộc vào khí đốt Nga của châu Âu đã giảm mạnh nhưng vẫn còn tồn tại, đặc biệt là thông qua các tuyến đường như Tuxrim và LNG. Với tuyến đường của Ukraine có khả năng đóng cửa vào cuối năm 2024, Tuxrim có thể trở thành tuyến đường quan trọng duy nhất để vận chuyển khí đốt từ Nga đến châu Âu. Đồng thời, sự gia tăng nhập khẩu LNG từ Nga, đặc biệt là từ các nước như Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha, cho thấy Nga vẫn có một vị trí nhất định trong thị trường năng lượng châu Âu. Tuy nhiên, Châu Âu đang ngày càng cứng rắn hơn với các biện pháp hạn chế nhập khẩu khí đốt từ Nga. EU đã quyết định cấm vận chuyển LNG của Nga tại các cảng của mình từ tháng 3 năm 2025.